Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thảo Xuyên TV đây. Đó, thì các bạn có thấy gì không? Mình đã full bộ đồ rồi đó các bạn ơi. Lúc đầu thì mình tưởng đâu là cái nhiệm vụ này nó khá là khó, kiểu giống như là mấy cái hộp nó khá là hiếm khi xuất hiện. Ai dè đâu, hồi nãy mình tới giờ mình đâu cỡ xuất hiện đâu cỡ 5-6 hộp gì luôn rồi đó mọi người. Thì kiểu giống như là mấy ngày đầu thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều hộp, cho nên là mấy ngày đầu kiểu giống như là hôm nay mới vừa cập nhật xong thì các bạn nên đi bắt liền cho mình đi nha. Đợi tới mấy ngày sau là cái hộp nó sẽ ít khi mà xuất hiện lắm luôn á. Đây thì mình mới vừa vô trong campaign thì mình thấy có một cái hộp tiền nó đang xuất hiện nè các bạn ơi. Thì bây giờ là mình sẽ bắt cái hộp tiền, rồi sau đó một tí nữa là mình sẽ bắt những cái hộp quý nha các bạn. Cái hộp mà mở ra được bộ đồ á. Thì mình vô đúng ngay cái giờ bắt cái con bọ tím ở trong cái thị trấn mới á các bạn, thì nó lại xuất hiện một cái hộp nè. Thì bây giờ mình đang cố gắng bắt nó, nhưng mà kiểu giống như nó gặp mình nó sợ mình hay sao các bạn ơi. Cái hộp này nó khá là nhạy á, cho nên là các bạn nhớ là đi chậm nó khẽ cười duyên đồ đó nha, chứ đừng có đi nhanh. Đi nhanh là nó bị hụt giống như mình như thế này nè. Đó, trời đất ơi, chưa bắt gì hết trơn mà nó biến mất tiêu luôn rồi. Thì cái lúc này là tới giờ của con tím ở ngoài La Giá các bạn. Thì mình đi á, mình gặp được một cái hộp nữa nè. Đây, mình sẽ cố gắng đi thật là chậm là chậm, mình không có đi ra khói luôn á các bạn. Đó, hồi nãy mình mới vừa đi ra khói cái là nó chạy liền, cho nên là nó rất là nhại luôn. Cho nên là các bạn nhớ đi từ từ nha. Cái hộp này mình nhìn nó giống như là cái con kiểu giống như là con bướm nữ hoàng vậy các bạn. Nó khá là nhạy luôn á. Nãy mình đã bắt được nó rồi nè. Còn nếu mà bạn nào mà không bắt được á thì các bạn có thể đứng yên để cho nó chạy lợi các bạn, là các bạn giật nó thì nó sẽ dễ hơn nha. Đây bây giờ mình sẽ mở ra nha. Mình được một cái bộ đồ này. À lộn, mình được cái đầu chứ. Trời ơi. Trời ơi, nhìn nó sáng thấy ghê luôn á. Cái đầu vàng của con bọ kẹp kìm. Thì không biết như thế nào á các bạn ơi. Thì nãy giờ là mình toàn là đi theo cái giờ của mấy cái con tím không luôn á. Thì bây giờ là đến lúc cái giờ của con tím của con bướm nữ hoàng này các bạn. Thì mình đi lại đây á thì mình thấy cái hộp nè. Trời ơi, nó nhây với mình quá trời luôn á. Trời ơi, trời ơi, đứng yên cái coi. Trời ơi, đi hoài luôn á. Đây, mình sẽ cố gắng đi thật là chậm. Gì vậy bà nậu? Chưa kịp lỡ luôn á mà bà đi vô trong đó rồi, ai mà dám bắt bà nữa. Ủa, còn cái gì nữa vậy trời? Tự nhiên đang bắt cái bà vô trốn ở trong nhà luôn rồi vậy, ai chơi? Sao mà hay ra vẻ quá trời luôn à. Đó, bà xuất hiện ra nữa rồi kìa các bạn. Trời ơi, con quỷ này nó nhây với mình thiệt luôn á. Nãy giờ nó xuất hiện ở đằng kia, cái mình gượt nó lại đằng đây nè. Xong mà nó vô trong nhà. Đây, lần này mình không bắt được nó là mình nghỉ chơi play together luôn. Đó, cuối cùng thì mình cũng đã bắt được nó này các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra thử coi là nó là cái gì nha. Trời ơi, có cái đôi dép không mà nãy giờ nó nhây với mình quá trời luôn á. Thì ngoài ra nếu như mà chưa tới cái giờ của con bọ hiếm á thì các bạn có thể đi tìm xung quanh trong cái plaza hoặc là campaign, với lại là trong thị trấn mới, để các bạn có thể tìm thấy là được mấy cái hộp tiền sao nè, hoặc là cái hộp đá quý. Thì các bạn cũng có cơ hội để mà các bạn bắt nó để mà kiếm thêm. Còn khi mà nào mà tới giờ của mấy cái con hiếm á thì nó sẽ xuất hiện cái hộp thì các bạn bắt cái hộp. Đó, đó là kinh nghiệm của mình. Còn nếu như mà các bạn thấy cái hộp mà khó bắt quá thì các bạn có thể đứng yên để cho nó chạy qua chạy lại, là nó sẽ chạy tới mình, nó kiểu giống như là cái con bướm nữ hoàng vậy á các bạn. Còn nếu không thì các bạn có thể là đi, nhưng mà đi thật là chậm nha thì mới bắt được nó. Thank you.
Thì lúc này lúc sáng sớm này các bạn ơi, kiểu giống như nó không theo thời gian của con bọ tím đâu, cho nên là các bạn có thể là đi vòng quanh để mà tìm nó nha. Thì mình mới vừa đi ra ngoài bãi biển thôi là mình thấy cái hộp nó lơ lửng, thì cái hộp này nó khá là dễ thấy á các bạn, chỉ cần các bạn để ý kỹ thôi nha. Đó, trời ơi, không bắt được là tôi xu luôn á. Trời ơi, kinh nghiệm nãy giờ bắt được hai hộp, cái hộp này là hộp thứ ba này các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra thử nha. Ồ lại trời ơi, nó hơi lắc nha. Trời ơi, nó ra bộ đồ các bạn ơi. Như vậy là mình đã full bộ đồ luôn rồi đó. Trời ơi, chỉ cần nãy giờ mình bắt được có 3 hộp thôi đó, mình không bắt hơn đâu. Mình bắt có 3 hộp thôi mà đã full bộ đồ nè. Mình thấy nó khá là dễ luôn. Ok, bây giờ mình sẽ vô trong trang phục để mà mặc full bộ đồ đó cho các bạn coi nha. Trời ơi, vàng nguyên khối này các bạn ơi. Mặc bộ đồ này người ta nói là nó sáng lung linh luôn á. Đấy, mình sẽ chọn cho nó một cái khuôn mặt khá là phù hợp với cái bộ đồ này nha. Đấy, cho nó má hồng đồ. Đây, kích thước nhỏ bé nè. Kích thước em bé chứ. Trời ơi, khá là xinh nha. Đó, thì các bạn chỉ cần đi, nói chung là các bạn rảnh rảnh á, thì các bạn có thể là đi khắp nguyên cái plaza. Còn nếu mà tới giờ con tím của khu nào á, thì các bạn có thể vô khu đó là nó sẽ xuất hiện nha. Nãy giờ là mình vô 3 giờ của cái con tím rồi đó các bạn. 3 giờ của cái con tím, nhưng mà có một cái giờ là mình bị hụt, còn 2 giờ còn lại là mình bắt được. Đó, mình thấy nó khá là dễ xuất hiện, nhưng mà chỉ cần các bạn đi thật là chậm để mà các bạn có thể bắt được nó thôi nha. Ok các bạn ơi, thì chắc video clip của mình cũng đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem tới đây nha. Nếu như mà các bạn thấy hay á thì hãy nhớ cho mình một nút like nè, một nút đăng ký kênh và nhớ ấn vào cái chuông để cho mình ra video mới là các bạn là người xem đầu tiên nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Bye bye mọi người.